đánh bom, biểu tình. Chúng cài người khắp nơi để phá hoại nền dân chủ non trẻ, phá hoại đời sống an bình của quân dân miền Nam. Nhiều lớp thanh niên phải gửi rời ghế nhà trường hay giảng đường, lên đường làm nghĩa vụ trai thời loạn. Họ hãnh diện và hát vang: anh đi chiến dịch thập ca và trên cuối cùng chiến thuật, qua giọng hát Duy Cường. Thank you.